một cuộc săn quy mô của anh em báo săn. Phía ngược lại, chúng rất đông nhưng chỉ biết đứng nhìn. Chúng là linh dương đầu bò đen, con mồi ưa thích của tất cả thú ăn thịt tại châu Phi. Đồng loạt bỏ chạy là cách chúng hay làm, chẳng có gì lạ cả. Nhưng một thành viên đã bị rớt lại. Đơn độc giữa hoang mạc, kẻ bị bỏ rơi phải làm gì bây giờ? Đã đến lúc thăm dò nhau. Những tay thợ săn thiết lập vòng vây, hù dọa, gây hoang mang cho con mồi. Một đấu bốn, cuộc chiến không cân sức chút nào. Kẻ bị bỏ rơi thực sự không ổn. Thì ra, nó đã bị thương ở chân nên mới bị tụt lại. Nó cố gắng không di chuyển để giấu đi điểm yếu tai hại này. Nhưng điều đó là không đủ qua mặt các thợ săn. Cuộc tấn công bắt đầu. Sự áp sát của con báo đã bị chống trả kịch liệt. Linh Dương ghim cái đầu xuống dưới, đưa cặp sừng nhọn hoắt hút về phía kẻ địch. Bốn con báo chia điểm tấn công. Linh Dương đầu bò ở trung tâm vòng vây, liên tục xoay đầu. Kẻ địch nào gần nhất thì cái đầu của Linh Dương sẽ hướng thẳng về phía đó. Bốn anh em báo săn không thể mạo hiểm cùng lúc xông lên, vì chúng là thú săn mồi, không có vũ khí nguy hiểm. Móng vuốt của chúng không co duỗi được như sư tử hay báo hoa mai, nên chúng không thể thực hiện các đòn cào đánh tát. Chúng chỉ lợi hại với cái miệng gặm cổ con mồi, nhưng với điều kiện con mồi phải hoảng sợ, bỏ chạy, té nhào. Trong khi con linh dương này thì không chạy, mà còn tự tin nghênh chiến. Chưa kể, đây là một con linh dương trưởng thành, nó rất giàu sức mạnh và đang rất sung. Sự giằng co giữa trời nắng nóng, hai bên đã xuống sức thấy rõ. Những thợ săn dừng tấn công, chúng lại tiếp tục quan sát con mồi từ phía xa. Chúng coi xem con linh dương đầu bò còn trụ nổi không. Chỉ cần linh dương đầu bò nằm xuống nghỉ thì cuộc tấn công mới sẽ diễn ra liền. Nhưng kẻ bị bỏ rơi rất bản lĩnh, nó biết rõ rời đi hoặc nằm nghỉ là cách làm ngu xuẩn. Nó đang cho bầy báo săn thấy rõ là nó vẫn còn rất khỏe. Nó đứng đó như một chiến binh bất bại. Cuối cùng, bốn anh em nhà báo săn mới là kẻ từ bỏ. Một quyết định rất lạ lùng, bởi anh em chúng đã tốn một khối năng lượng khổng lồ cho cuộc săn lần này. Còn với linh dương đầu bò, giờ không việc gì phải lo nữa. Sức trẻ sẽ giúp kẻ bị bỏ rơi sớm lành lặn vết thương.